ពួកអ្វីដែលយើងមិនដែលធ្វើមានណាgo out from comfort zone ពួកយើងធ្វើអីតែភាពស៊ាំស៊ាំនឹងងាយស្រួលពេកកន្លងមកយើងធ្វើអីតែក្នុង comfort zone ក៏រត់ធ្វើមានណាភាពស៊ាំមកយើងនេះយើងធ្វើតែក្នុងសកម្មភាពដដែលភាពស៊ាំដដែលធ្វើថ្មីអញ្ចឹងចំណុចបីមានទម្លាប់បង្កើតរឿងថ្មីថ្មីដែលយើងចាក់ចេញពីភាពងាយស្រួលរបស់យើងភាពcomfort zone របស់យើងនេះបាទភាពភាពcomfort zone គឺយើងធ្វើសកម្មភាពណាថ្មីថ្មី challenge ជាមួយនឹង comfort zone របស់យើងកុំរស់នៅនឹងភាពសាំភាពដដែលដដែលពីព្រោះភាពដដែលដដែលជាស្រូវនៃការរីកចម្រើនបើមិនយើងគិតដដែលដដែលធ្វើរឿងដដែលដដែលលទ្ធផលច្បាស់ជាដដែលដដែលបាទមិនចឹងចេញឆ្ងាយពីភាប ອັນນີ້ປະທານບັດຂອງເຈົ້າຄືປະມວຍວິທີຖືວ່າເຈົ້າກັນແຕ່ຊີວິດກັນແຕ່ຈໍາເລີນມາຈຸມຮຽນທີ1ຄືດັ່ງໃບວິທີທີ1ຄືຖືວ່າມີຕົວສະນະວິໄສຈະບາສລໍມີໃນວ່າຕົວສະນະວິໄສຂອງເຈົ້າຈະບາສລໍເຈົ້າຖືມີວິຊັນຈະບາສລໍສໍາລັບຄົນເຈົ້າບາດມີໃນວ່າເຈົ້າຖືດັ່ງວ່າເຈົ້າຈ້ອງຕໍ່ຫນ້າເຈົ້າຈ້ອງຄ້າຊິອະໄວເຈົ້າຕົວສະນະວິໄສຈະບາສລໍນັ້ນຈ້ອງອະເກ
thời biên tu sĩ nạp sai cho bà lo vì phố là phê để dưỡng minh tu sĩ nạp sai cho bà lo dưỡng đang cô đi trong luôn những máy đấy là phê để dưỡng minh tu sĩ nạp sai cho bà lo tệ to nó cũng nứt bao dưỡng cho bà lo dưỡng minh clear vision tu sĩ nạp sai cho bà lo mà nhóm thua là cho nó trộm chắc như minh tu sĩ nạp sai cho bà lo thay dưỡng chọn ơi nẹt để có luôn nơi nông bộ đấy bao dưỡng đi bà phải có được pha số cặp hiệp to côn to chay là hỗ đó côn chay con lược mẹ đáy con nữ to côn con lược mẹ đáy bộ đấy chuyện ra là ô sao mình nhớ là khu dân ấy bà sọ đông rồi mà nè chẳng chấm hiên tí muối nó cứ miên tu sĩ nạp vì dày cho bà lo bà ok nó chấm nói tí muối bóng bốn trong thua chi và cam đưa trong thua ấy bóng bốn sống mà miên tu sĩ nạp dày sống mà cao tu sĩ nạp dày ở bán cho bà lo mẹ luôn này bà chấm nói tí pi cho đó chấm hiên vì thi tí pi cứ thua ca priệp thiệp rồi viếng luôn dương rồi viếng ngày ní hiện ngày mình sao mình ở với để dương thử ca priệp thiệp cứ dương priệp thưa mấy ở dương chỉ vẫn dương ôm sao ngày mình sao mình cướp pê vì lý thằng ngóc bóng bốn thua ca cất thà ta dương miên bán miền chấm đất na khá để thua miền ca là ôm sai ngay mình sao mà nhé dương man thưa ấy là ôm sai ngay mình sao mà nhé dương thử tiếp tiếp luôn dương năng rồi viên thay mình sao mà nhé dương man thưa hai thay sai thử là ôm chuyện ngay đi bà dương miền tu nào sai bám đi thử miền bị thi bám đi thử miền bị thi nó ca kết là ta tư mấy tâm bây ơi dương miền ca kết ban là ôm miền tu nào thay là ôm chuyện ngay mình sao mà nhé mà còn phe luôn dương chỉ mui đường dương chả ta miền ấy khá là miền ca đi chậm rãi tu sĩ nào cũng nứt miền cũng nứt đi chậm rãi đấy miền chậm nét đăng chậm liên thay thay ấy bà miền ca anh thốt cao lên đi chậm ra đấy cho nó dương sao mà ngay tới mà ngay là anh thốt thẹn tới hồ si tới bắt lôi tới bà chắc là chậm nói chi phí cứ chia chậm nói mới để dương thử chép tiếp theo viên luôn như là ngay sau mình bà sau mình dương ban thôi ấy phần nắng chứ ngay thì thử là o như ngay mình sau mình ai chậm đấy ngay sai thử là o như ngay đi tích tôi đây chờ đây thử là o như ngay đi ưu thơm sau mình dương ban an tập hư đập này tí bà ngay đi thử an là ban đập pin này tí bà đập bay này tí đập phe này tí như thế tới thua vậy mà giá cái ban là o ngày mình sao mình say vậy chẳng o để dương ban thua cứ priệp thiệp ngày mình sao mình ban là o sao ok chẳng cho ra chúng nó chỉ bay ngày này khăng lấy cái khăng bạn chúng nó chỉ bay thua vậy để dương mình đại thua mình đã go out from comfort zone phụ bố dương thua để phep xóm xóm để nghe thua vậy cả lo mà dương thua để không còn comfort zone còn lo thua mình đã phep xóm mà dương này dương thua là không cam phep ở đây là phep xóm ở đây thử thôi mày đừng chăng chúng nó bay mình tụm lót bằng cao đường thôi mày đại dương chạy tranh vì phiệp nghe xua bao dương phiệp comfort zone bao dương này bà phiệp 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 comfort zone cái dương thôi cam phiệp nào thay thay challenge như mỗi nước comfort zone bao dương cùng luôn nữa nước phiệp xăm phiệp ở đây là vì vô phiệp ở đây là đây chia sẻ người ca đi chậm rãi và rất mà dương kết ở đây là thôi hưởng đây là tập hóa cho ba chia ở đây là bà mà chắc tranh như trái bi phiệp comfort zone cho mọi chữ bấy bà chạy tranh vì phiệp comfort zone tranh như trái bi phiệp ở đây là vì vô phiệp ở đây chia sẻ người này phiệp đi chậm rãi chắc một bọn thử thư hướng ấy thì mấy để chạy trên đi còn vọt xuống còn vọt xuống là phép xóm phép xăm bao dương phép phép nghe xuống bao dương này đại dương luôn nơi của ngay thư hướng đã nghe xuống đấy bà cho đâu vì thi tí buôn cứ tùm lọp này ca rít bục bà rít an thật phẩu bà bọn bọn miên tùm lọp này ca an thật phẩu dương thử miên tùm lọp này ca an vì phố ca an bắt đầu là dương nơi chụp này đang chỉ trởn sợ phẩu phép đôi chưa cần đâu đại dương ách bác hai bác tiết tay là miên tùm bọn xe ngẹp dương bọn bọn an mà đó bọn nó có nhìn nó bị xe mùi bốn an pi đó bốn người rồi nó xếp xây điện
ទម្លាប់ទី4ហ្នឹងគឺទម្លាប់នៃការអានសៀវភៅបាទការអានសៀវភៅសំខាន់ណាហើយយើងថាការអានសៀវភៅសំខាន់នៅពេលមនុស្សមួយចំនួនខ្ជិលនឹងអានសៀវភៅសៀវភៅអ្នកនិពន្ធគេពិបាកណាស់ហ្មងគេនិពន្ធគេសរសេរគេរនឹកគេនិពន្ធគេខ្លាចយើងអានហ្នឹងអត់យល់គេខ្លាចយើងមើលអក្សរអត់ច្បាស់គេខ្លាចយើងនិយាយទៅអត់ច្បាស់នីតិវិធីផ្សេងផ្សេងអីនិយាយទៅអត់មានភ័ស្តុតាងក្នុងការបញ្ជាក់ចឹងតម្រុំតែគេសរសេរបានសភុមួយក្បាលព្រោះខ្ញុំទំយល់អារម្មណ៍នៃការសរសេរសភុតម្រុំសរសេរសភុបានចេញមួយក្បាលគិតហើយគិតទៀតពិចារណាហើយពិចារណាទៀតស្វែងយល់ហើយស្វែងយល់ទៀតអានហើយអានទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យសភុនឹងដាក់ទៅអ្នកអានគាត់មើលយល់គាត់ស្វែងយល់គាត់មើលយល់គាត់យល់អំពីបាទគាត់មើលយល់គាត់ស្វែងយល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រអំពីយុទ្ធវិធីក្នុងសភុឲ្យសភុជាប្រយោជន៍ហើយដល់ឡែកជាមួយអ្នកអានខ្ជិលអានអ្នកសេសភុបាក់ចងប់ហើយអ្នកអានបាទគុកបាល់បាទអញ្ចឹងរាងកាយត្រូវការចំណីអាហារដល់ពេលសភុបានន័យថាគុកបាល់ហ្នឹងក៏ត្រូវការចំណីដែរបើយើងអាការអានសភុហ្នឹងដូចឲ្យចំណីគុកបាល់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាសភុពេលខ្លះយើងចង់និយាយថាពេលខ្លះអ្នកសេសភុប្រមាណណាហើយយើងអានយើងខ្ជិលហើយយើងគួរខ្មាស់អ្នកសេសភុគាត់ប្រសុំបីតែអានទៅខ្ជិលដែរគេសេសភុមួយមួយគេប្រមាណទំហំសេសភុមួយក្បាលចេញហើយយើងគ្រាន់តែអានទៅយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការអានទេនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែពិចារណាបន្ថែមទៀតបាទពិចារណាបន្ថែមទៀតបាទទម្លាប់ទី5ទម្លាប់ទី5គឺទម្លាប់តែងតែអភ័យទោសបាទអភ័យទោសអត់រឿងកើតឡើងតែអាក្រក់ឬអភ័យទោសដល់មនុស្សដែលតុកសិចមនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់លើយើងពីព្រោះពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងអត់បានអភ័យទោសនៅមនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់លើយើងយើងមានការចងចាំអារម្មណ៍យើងអត់សប្បាយចិត្តទេបាទនៅពេលខ្លះយើងរៀនអភ័យមកអូខេលើកលែងទោសគាត់អភ័យទោសឲ្យគាត់បាទនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើអាក្រក់លើយើងអភ័យទោសគេស្មើនឹងអភ័យទោសលើខ្លួនឯងពីព្រោះបើយើងអត់អភ័យទោសគេយើងនឹងគិតរឿងនឹងដែរដែរយើងនឹងគិតដដែលដដែលយើងនឹងគិតយើងនឹងអត់សប្បាយចិត្តនឹងរឿងមួយគិតដែរដែរអតីតកាលទាំងអស់នោះនឹងដិតដាមនៅក្នុងអេក្រង់ការគិតរបស់យើងរហូតអញ្ចឹងទម្លាប់នៃការអភ័យទោសគេហ្នឹងគឺមានចំណែកសំខាន់ណាស់ដើម្បីយើងទៅមុខកាន់តាមមុខមកកម្រិតទៀតអូរហូតបងប្អូនកាន់មុំថ្មមួយធ្ងន់មែនទេបាទធ្ងន់មែនទេយើងព្យាយាមក្អោបមុំថ្មកាន់តែធ្ងន់ទៅយើងដើរផ្លូវឆ្ងាយកាន់ធ្ងន់ទៅតែដល់ពេលយើងទម្លាក់ដុំថ្មនឹងចុះអភ័យទោសគេយើងការគិតរបស់យើងគិតរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតបាទគុំទម្លាប់អោបទុកគុំទម្លាប់ខឹងអ្នកណាម្នាក់ដែលអោបទុកបានយូរអោបទុកយូរអញ្ចឹងហ៊ានអភ័យទោសហ៊ានអភ័យគេហ៊ានទម្លាក់នៅចំណោទាំងអស់ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងទម្លាប់ទី6បាទទម្លាប់ទី6គឺទម្លាប់គុំចាក់ចេញពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគុំងាយបោះបង់មានន័យគុំងាយបោះបង់បាទទម្លាប់គុំងាយការបោះបង់យើងគុំងាយបោះបង់ពេកឧបសគ្គជាអ្នកបង្រៀនយើងកាន់តែយើងទៅមុខមកកម្រិតទៀតនៅពេលដែលយើងមានឧបសគ្គធ្វើយើងកាន់តែទៅមុខមកកម្រិតទៀតគុំងាយបោះបង់ពីព្រោះអ្នកដែលបោះបង់នៅកណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងដែរធ្វើខ្លួនទៅមុខមកកម្រិតទៀតពីយើងគាត់បោះបង់នៅកណ្ដាលផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាធ្វើអីក៏ដោយឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានចំណែកធ្វើទៅមុខមកកម្រិតទៀតទោះបីយើងធ្វើការងារថ្មីអីក៏ដោយយើងកុំជួបឧបសគ្គដែរឧបសគ្គធ្វើយើងបានរីកចម្រើនបងប្អូនងាកមកមើលមនុស្សជំនាញខ្លួនយើងវិញតម្រាំតែគេបានជោគជ័យប៉ុណ្ណេះឧបមាតែគេលក់គ្រឿងសម្អាងឬក៏គេលក់ផលិតផលអីមួយតម្រាំតែគេបានជោគជ័យគឺជួបឧបសគ្គច្រើនយើងរាប់រយដងចុះគុំងាយបបងឧបសគ្គហ្នឹងយើងរៀនដោះស្រាយបញ្ហាទៅមុខមកកម្រិតទៀតឧបសគ្គហ្នឹងមានចំណែកយើងទៅមុខមកកម្រិតទៀតខ្ញុំជួបឧបសគ្គជាច្រើនបាទខ្ញុំជួបឧបសគ្គជាច្រើនបាទតែខ្ញុំបានជួបអញ្ចឹងទម្លាប់6យ៉ាងហ្នឹងគឺយើងចង់ចែកចម្លែកប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនតន់ហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចែកចម្លែកនៅចំណុច6យ៉ាងហ្នឹងចែកជូនបងប្អូនអស់គ្នាបាទចំណុច6យ៉ាងបាទអញ្ចឹងមានអីបន្ថែមទៀតទេបងមិនថាបងឌីអត់យកបញ្ចប់ការ live ហ្នឹងថ្ងៃនេះយើង live ខ្លីខ្លឹមបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណជំរាបលាបងប្អូនអរគុណជូនពរសុខភាពល្អ